Chào mừng bạn đến với Đông Triều, thị xã trẻ ở cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh. Vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng. Thị xã có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch, thương mại. Bạn hãy đến khám phá và cùng chúng tôi xây dựng Đông Triều trở thành một trung tâm du lịch và phát triển ngành nghề mới, một đô thị hiện đại phát triển năng động ở cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh. Đông Triều, tiềm năng, cơ hội phát triển. Đông Triều là nơi bạn đặt bước chân đầu tiên khi đến với Quảng Ninh. Thị xã có vị trí quan trọng kết nối với các tỉnh, thành phố trong tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và khu vực phía Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, phía Đông giáp thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 18A, đường sắt kép Hạ Long và nhiều tuyến tỉnh lộ, hệ thống đường thủy nội địa ở phía Nam và dự án đường cao tốc Nội Bài Hạ Long đi qua. Kết nối thuận lợi với các thành phố của tỉnh Quảng Ninh như Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái. Với sự năng động và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thị xã, Đông Triều đã hợp tác với các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới như Nikken Sekkei, Boston, nghiên cứu, lập các quy hoạch chiến lược nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Đông Triều, một điểm đến tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và hứa hẹn nhiều thành công trong tương lai. Sự đột phá trong quy hoạch định hướng để đô thị Đông Triều mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Đông Triều đang xây dựng chương trình phát triển đô thị ở mức cao hơn nữa, mang sắc thái riêng của đô thị xanh gắn với phát huy các giá trị di tích lịch sử và lợi thế điều kiện tự nhiên của địa phương. Nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đã chọn Đông Triều là điểm đến cho những dự án lớn thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và thương mại, và họ đã hoàn toàn hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi ở nơi đây. Khi chúng tôi quyết định chọn Đông Triều là nơi đầu tư, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sự hỗ trợ của chính quyền và lãnh đạo thị xã. Đông Triều có tiềm năng và lợi thế để các doanh nghiệp có thể phát triển như về giao thông thuận lợi, hạ tầng cơ sở và nguồn lực dồi dào. Đó chính là những thuận lợi mà chúng tôi cần khi quyết định đầu tư tại nơi đây. Với cơ cấu kinh tế hiện nay của Đông Triều là công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, trong đó có những lĩnh vực sản xuất đã khẳng định được thương hiệu sản phẩm trong nước và xuất khẩu sản phẩm tới 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đông Triều hội tụ đủ những giá trị cốt lõi, quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc, thứ tư của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đông Triều được xác định là địa bàn trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, có tiềm năng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, thị xã đang tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tiêu biểu như dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông nghiệp Vineco, tập đoàn Vingroup đầu tư với diện tích trên 200 hectare tại xã Hồng Thái Tây và Hoàng Quế, với mục tiêu sản xuất theo quy trình công nghệ cao của Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, cung cấp sản phẩm thực phẩm sạch cho Hà Nội, Hạ Long và các vùng lân cận. Đông Triều được đặt mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng nhất thể hóa nông nghiệp và đô thị, nông nghiệp và công nghiệp để xây dựng khu liên hợp đô thị nông nghiệp mới, qua đó tạo ra một trọng điểm tập trung các ngành sản xuất liên quan đến nông nghiệp có tính cạnh tranh cao. Là một thị xã trẻ, Đông Triều đã được xác định chủ trương tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp điện, khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ truyền thống. Đông Triều
đang tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh để trở thành đô thị xanh trong tương lai. Đến với Đông Triều, bạn sẽ thấy các khu công nghiệp, các khu đô thị mới đã tạo nên một diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp với nhịp sống sôi động. Hàng loạt các công trình phúc lợi tọa lạc ở các vị trí trung tâm thị xã, cung cấp những dịch vụ tiện ích là sự lựa chọn hàng đầu của những người dân địa phương và du khách. Không chỉ vậy, bên cạnh nhịp sống hiện đại, Đông Triều sẽ đưa bạn chìm đắm trong không gian huyền bí, trầm mặc của du lịch tâm linh để thấy lòng mình thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn khi ghé thăm các cụm di tích và danh thắng tại Đông Triều. Với 121 di tích và danh thắng, Đông Triều là một trong những địa phương có số lượng di tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Tiêu biểu là khu di tích Nhà Trần, di tích quốc gia đặc biệt. Đông Triều là quê gốc của Nhà Trần và được coi là thánh địa của thiền phái Trúc Lâm, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập cõi Niết Bàn. Bạn không thể không đến thăm đền An Sinh, được xây dựng dưới thời Trần năm 1381, nơi trưng bày một số di sản văn hóa của nhà Trần được tìm thấy tại các di tích ở Đông Triều. Đông Triều được coi là thánh địa với một quần thể kiến trúc chùa tháp lớn của thiền phái Trúc Lâm. Song song với trải nghiệm tâm linh là loại hình khá mới mẻ du lịch sinh thái, khám phá văn hóa nông thôn Việt Nam tại làng quê Yên Đức đang tạo ấn tượng rất lớn đối với khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. Những ngôi nhà cổ mang phong cách truyền thống, có đầy đủ sân vườn, ao cá, hồ sen thơm ngát, chắc chắn sẽ khơi dậy sự tò mò bởi kiến trúc độc đáo của vùng làng quê Bắc Bộ. Thưởng thức những tiết mục múa rối nước của người nghệ sĩ dân gian chính là những người dân quê nơi đây. Bạn cũng có thể thử cảm giác thư thái dạo bộ hay xe đạp lòng vòng trên những con đường làng, thỏa sức ngắm nhìn ruộng đồng xanh tốt hay tham gia hoạt động như trồng rau, bắt cá. Tất cả đều là những trải nghiệm lý thú mà du khách khó có thể tìm thấy giữa những ồn ào trong nhịp sống hiện đại này. Đông Triều đang hướng tới trở thành một đô thị nông nghiệp mới với sự kết hợp giữa cuộc sống tiện nghi với nhiều tiện ích hiện có trong không gian và cảnh quan yên bình của nông thôn. Đông Triều đang xác định mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp với những sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương và là điểm đến lý tưởng cho du khách trong hành trình đến với Quảng Ninh. Với sự quan tâm của tỉnh cũng như cái sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân của thị xã Đông Triều, có thể nói rằng đã có một cái bước đột phá trong cái phát triển kinh tế xã hội và nhất là vấn đề đô thị hóa của huyện Đông Triều trước kia và thị xã Đông Triều ngày nay là hết sức nhanh chóng, cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế hết sức tích cực. Đấy. Và cái hướng định hướng phát triển của thị xã Đông Triều hết sức là rõ ràng. Trên cái tinh thần chung của cái quy hoạch kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như là với những cái chủ trương mà kêu gọi các nguồn lực đầu tư bằng các cái nguồn lực đầu tư từ các cái doanh nghiệp là chủ yếu đã giúp cho Đông Triều có thể nói rằng là phát triển rất nhanh. Và cái điểm nổi bật nhất của Đông Triều trong mấy năm qua đó là Đông Triều đã huy động được cái sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân trong địa phương. Sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công của Đông Triều. Vì vậy, phương châm hành động của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức của Đông Triều là luôn mang đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch, nhanh chóng và thuận lợi. Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện từ lãnh đạo, chính quyền đến các cơ quan trên địa bàn thị xã. Hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo thị xã chủ trì những hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp, lắng nghe những ý kiến, đề xuất, kiến nghị, qua đó đưa ra các giải pháp kịp thời
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đông Triều đang xúc tiến thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân xây dựng các dự án, đề án để mang lại sự thuận lợi và hiệu quả cao nhất cho các nhà đầu tư. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều đã được các nhà tư vấn hàng đầu của thế giới nghiên cứu lập quy hoạch. Đây chính là cơ sở để thị xã Đông Triều mời gọi thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào thị xã Đông Triều. Và đây cũng chính là cơ hội để thị xã Đông Triều bứt phá vươn lên, phấn đấu đủ tiêu chí là đô thị loại 3 trước năm 2020. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chúng tôi. Đó là phương châm hành động để chúng tôi hướng tới với quyết tâm cao nhất. Thị xã Đông Triều luôn luôn chào đón các bạn với sự chân thành và một môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi. Chúng tôi cam kết sẽ cùng đồng hành với các nhà đầu tư để đi đến thành công. Đông Triều đã và đang trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó có nhiều dự án lớn đang hoạt động hiệu quả và phát triển mạnh mẽ, và còn hàng chục các dự án lớn nhỏ khác mà Đông Triều đang tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến với mảnh đất đầy tiềm năng này. Đông Triều, tiềm năng, cơ hội phát triển.